Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường hiện nay đã có nhiều thương hiệu mạnh có được chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng. Tận dụng những ưu điểm này, nhiều người quyết định mở quán trà sữa nhượng quyền. Việc chọn mở quán trà sữa nhượng quyền đã trở thành hướng đi an toàn, thông minh, được nhiều người ưu tiên trước sức hút của trà sữa với người Việt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, hiện cả nước có hơn 2.000 điểm bán trà sữa và cứ 4 ngày có thêm một quán trà sữa xuất hiện ở các tỉnh, thành phố, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Cùng với đó là sự xuất hiện của hàng chục thương hiệu trà sữa đến từ Đài Loan, Singapore, Malaysia. Theo đó, nhiều thương hiệu trà sữa thuần Việt cũng tham gia sân chơi này và nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường với đông đảo sự tin chọn của người tiêu dùng Việt. Là thương hiệu trà sữa thuần Việt, Hatsuti nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường tại Nha Trang, Bình Định và đang hướng đến việc nhượng quyền thương hiệu. Chính vì vậy, Hatsuti luôn chú trọng đến chất lượng. Tất cả các sản phẩm đều sử dụng 100% lá trà có nguồn gốc từ các đồi chè ở Lâm Đồng, Thái Nguyên, Yên Bái. Lựa chọn vùng nguyên liệu tươi sạch trong khâu chế biến cũng chú trọng đến việc vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ các nguyên liệu có nguồn gốc an toàn, Hatsuti tự chế biến trân châu và các loại thực phẩm đi kèm trà sữa để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Để cao giá trị sản phẩm Việt và hưởng ứng cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt, Hatsuti hướng đến việc nhân rộng mô hình kinh doanh theo hướng nhượng quyền nhằm gìn giữ và phát triển thương hiệu Việt và đưa thương hiệu trà sữa thuần Việt phát triển mạnh tại thị trường nội địa. Ở Việt Nam của mình thì có hai nguồn nông sản lớn, đó là cà phê và trà. Và bản thân tôi thì từ xưa đến giờ đều thích uống trà. Chính vì những cái niềm đam mê về trà mà tôi đã quyết định khai sinh ra một món trà sữa Việt Nam để mang đến cho tất cả các những người Việt Nam, những người yêu quý trà sữa biết rằng Việt Nam mình cũng có trà sữa và trà sữa Việt Nam của mình cũng có ngang ngửa với trà sữa Đài Loan, không thua gì trà sữa Đài Loan. Hatsuti là một trong những cái trà sữa sử dụng 100% nguyên liệu Việt Nam, từ trà đến tất cả các món như topping và thạch. Đó là Hatsuti tự làm tất cả, kể cả chân châu, kể cả thạch. Đó là một trong những cái thuận lợi là cái hương vị của Hatsuti rất là đặc biệt, khác biệt hoàn toàn so với hương vị của trà sữa Đài Loan. Nên đó cũng là một trong những cái điểm mạnh của Hatsuti. Nếu như đến với tất cả các thành phố khác thì tôi tin rằng Hatsuti sẽ được đón nhận một cách rất là nồng nhiệt. Trà sữa du nhập vào Việt Nam từ những năm 2000 nhưng chỉ thực sự bùng nổ 4 năm gần đây. Theo đánh giá của Euromonitor, thị trường trà sữa Việt Nam có tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 20%, đã đạt quy mô gần 300 triệu đô la Mỹ. Còn theo khảo sát của Logi công bố giữa năm ngoái, cả nước khi đó có khoảng 1.500 quán trà sữa và được dự báo tăng mạnh khi một loạt các thương hiệu lớn vừa gia nhập thị trường. Cũng theo khảo sát này, có đến hơn 53% người được hỏi uống trà sữa từ mỗi lần một tuần. Tôi là một tín đồ yêu trà sữa vì tôi thích vị ngọt. Hương vị trà sữa Hatsuti đầu tiên mà tôi từng thưởng thức đó là hương vị trà sữa sô-cô-la. Thì cái độ ngọt của hương vị này nó phù hợp với khẩu vị của tôi. Và tôi đánh giá Hatsuti, một thương hiệu trà sữa Việt như vậy, là rất là hài lòng. Có lần là tôi cùng với ông xã đi ra Nha Trang thì có ghé qua về thương hiệu trà sữa Hatsuti. Thì có gọi cho mình một cái món trà sữa hương vị trái cây. Thì uống vào thì cái vị nó rất là thanh, thì nó cũng không quá ngọt cho mình và cảm thấy rất là thích thú. Và không gian quán ở đây thì nó được thu nhỏ giống như một cái phố cổ Hội An thu nhỏ. Thời gian tới thì tôi hy vọng là Hatsuti sẽ có tại thành phố Hồ Chí Minh để tôi cùng với mọi người có thể tìm đến để mà có thể uống những cái hương vị khác của Hatsuti, và cũng như không gian quán có thể giúp có thể check in được những cái không gian quán về cái phố cổ Hội An thu nhỏ ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong một vài năm tới thì đầu tư vào trà sữa vẫn sẽ luôn mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, với vị thế là người đi mua lại cửa hàng nhượng quyền, trong sự cạnh tranh khốc liệt ngày nay thì ngoài những chiến lược trong hoạt động kinh doanh, việc lựa chọn thương hiệu để nhượng quyền cũng là một bài toán lớn. Cần biết chọn thương hiệu nào đang có tiềm năng trên thị trường và sự phù hợp với tính cách thương hiệu.